sản phẩm mà có chữ FB là nó xuất cho thị trường Mỹ nha bác. Một bát, hai mic và hai tráp giấy và một siêu tráp kèn nha. Tôi thấy những cái bút trong nó rất là nét luôn nha. Đây là tem logo CS88 à. Vâng, em mới về thêm một cặp CS88 FB. Cộng và cặp này thì thùng mộc và đen hơn, đậm hơn rất là nhiều nha bác, đậm hơn những cặp trước. Thì cặp này các bác thích sự mộc mạc và độ zin từ A tới Z nha. Lo đẹp xuất sắc luôn. Kèm treo thì em có kìm theo để các bác mình trưng bày. Tất cả vuông thành sắc cạnh nha. Cặp này về giá tốt hơn 500 nghìn. Là hiện tại là cặp 88A trước mắt các bác là giá là 25 triệu 500. Đã bao gồm phí ship. Các bác là ghép với em nó là ghép những con âm ly 5000A này các bác, hoặc là những con âm ly đèn của Sansui, hoặc là những dòng âm ly đèn cổ, âm ly fixer. Như là Sansui thì có những âm ly rất là tầm tiền mà đánh rất là hay, nó là 2000A này các bác, 5000A, những con 3000A, 4000 rồi các bác, 5000, 5000X, bao dính cái tên lửa, vân vân. Giá 25 năm là đã bao gồm phí ship rồi nha. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem chi tiết loa, rồi em sẽ mở kênh để các bác cùng xem tiếng loa. Em nó sở hữu là CS driver và 5 quay. Bass là 30, 80W trên một loa, trở kháng là 8 ohm. Thùng nguyên mộc nha. Em qua mời các bác cùng xem chi tiết này. Đấy. Thùng mộc đậm đẹp lắm. Những cặp này là chuyên Nhật Bờ Rề 75 nha. Chuyên Nhật Bờ Rề 75. Loa đẹp keng luôn. Độ đẹp và độ zin là được bao zin tuyệt đối nha các bác. Loa chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Lưới zin này các bác, à, lưới zin nha. Logo Pioneer phía dưới. Tất cả là vuông thành sắc cạnh nha. Đây là cạnh phải của loa. Đây là vân gỗ. Tổng quan bên phải nha các bác, tổng quan bên phải của loa. Loa đẹp xuất sắc, vừa nghi vừa trơn. Đây là cạnh phải của loa, cạnh trái của loa nha các bác. Tổng quan cạnh trái. Dòng này các bác phối ghép với những dòng âm đi đài và ghép thêm mình một con bên cối phía trên nữa là đúng bộ, đúng combo luôn nha. Nghi và trưng bày ở những phòng khách thể hiện sự hồi cổ và ở gu nhạc bảy vàng, nhạc Bờ Rề 75 thể hiện những ca khúc Tấn Vũ, Giao Linh rất là tuyệt vời. Tiếng gõ của những dòng loa này nó gõ tiếng mic rất là hay mà ít có dòng loa nào mà làm được. Tiếng nó ra rất là mộc, đúng chuẩn những năm mà 75, những bài nhạc hồi xưa các bác, nên là nó hit với những âm ly cổ và đánh bên cối rất là hay. Phần phía sau là cũng nguyên mộc luôn nha các bác, nguyên mộc luôn nha. Thấy không, thấy nguyên mộc này. À, dính nước sơn ở bên nước ngoài quá. Tem cờ nguyên nha. Cặp này sẽ đây là 513 này. Mở cái đây. Đây file là mất các bác. Đấy, nói chung là 513. Cặp này sẽ đây 513 nha. Phía sau là nguyên mộc luôn, các bác nhìn thấy độ mộc đó này. Từ bên nước ngoài về luôn nha, series 513 nha các bác. Hai vi tinh chỉnh cho giải mic và giải jack. 25 năm đã bao gồm phí ship, bác nào mình cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu đó lên là em ship hàng. Còn chỉ không đủ thì em bớt vài trăm nghìn nha các bác. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem tiếng loa nha. Đây là kênh này rất đẹp luôn nha. À, các bác phía trong cái kênh này đẹp nét, không tì vết luôn. Cái thứ hai là các bác nét kênh luôn nha. Rồi đây là tổng quan tiếng loa. Em nó sử dụng một bát 30, tất cả gần zin gần vải hết nha các bác, bát 30 mà FB. Những cái sản phẩm mà có chữ FB là nó xuất cho thị trường Mỹ nha các bác. Một bát, hai mic và hai tráp giấy và một siêu tráp kèn nha. Tôi thấy những cái bút trong nó rất là nét luôn nha.
là tem logo CS 88A. Là những cái lo mic và lo chép nha. À, lo chép này các bạn. Lo mic. Tất cả gần zin thế nha. Hai màng FB này các bạn. Màng FB này. FB sò này nha. FB rất là nét luôn. Rốn lo này nha các bác, rốn lo này, rốn lo cực kỳ keng luôn nha. Đây, nó đẹp và keo zin của nó đây các bác. Tất cả những dụng lo này được làm thủ công hết nha các bác. Đấy, tất cả bao zin tuyệt đối nha. Đấy thì em đã quay cặp CS88A giá 25.500.000 đã bao gồm phí ship nha. Chuyển khoản đủ thì em bớt 300.000, còn 25.200.000 bao ship. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên, em ship hàng tận nơi. Mọi chi tiết mua xếp sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại này với những cái sản phẩm mà em đăng tải hàng ngày. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành thời gian xem video em giới thiệu cặp loa Spioner CS88A FB chuyên Nhật vàng. Vâng, xin chào tất cả các bác. Trước mắt các bác là cặp loa huyền thoại JBL L100 Canterbury cấu hình Anico. Canterbury là phiên bản nâng cấp của L100A nha các bác. Và đây là L100 Canterbury, đây là e-keng của nó, đẹp xuất sắc luôn nha. Trên đây càng chỉ có một cái logo JBL. Cấu hình của L100 Canterbury là bass 30, một mic, một chép giấy LI25, bass mic Anico và hai vi tinh chỉnh phía trước cho dãy mic và dãy chép. Cặp này là series 6066 và 6068 nha. 6066, 6068 gần liền kề. Đúng cặp, tiếng lo đều nhau, rất là đẹp. Bass 30 gân vải tăm dầu nha các bác. Đây. Đây tiếng lo nha. Gân vải đều được tăm dầu ok hết rồi. Đặc trưng dòng mà loa JBL này tất cả là gân zin hết, nên là nói zin từ A tới Z nha, tất cả bao zin tuyệt đối. Và kể cả cái loa chép này có mút, nó còn mút zin luôn nha. Này. Loa chép mút zin luôn nha. Loa mic này các bác đẹp xuất sắc, mic vàng luôn nha. Xuất sắc luôn. Chép của đặc trưng của dòng L100 Canterbury là chép viền đỏ nha, viền đỏ cam đây các bác. Bass 30. Hai vi tinh chỉnh cho dãy mic và chép thì cái này các bác nào chơi cũng đã biết hết rồi, chỉnh cho dãy mic và chép mình tăng cường. Tiếng loa rất đẹp luôn nha. Nguyên mộc mạc nha các bác, nguyên mộc mạc rất đẹp. Thùng vách thì đẹp keng. Giá cặp loa L100 Canterbury thì bên em đang giao cho các bác hiện tại là giá là 32.500.000 đã bao gồm phí ship nha. 32.500.000. Cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, em ship hàng tận nơi nha. Đây là phía trên của loa. Tất cả vuông thành sắc cạnh nha. Thùng nó là thùng gỗ lạng nha các bác, thùng gỗ lạng. Cho đây em mời các bác cùng xem thùng vách. À, thùng vách này các bác, keng, vuông thành sắc cạnh nha. Tổng quan cạnh bên phải của loa. Không có cắn vẻ gì nha các bác, loa tuyển về. Đây là những dòng loa cổ huyền thoại của JBL, được mệnh danh là huyền thoại nha các bác. Các bác có thể search trên Google là huyền thoại L100 Canterbury. Nhạc vàng em nó rất là hay. Và nó thể hiện những dòng nhạc cao cấp như là dòng nhạc tiết tấu nhanh đều rất là tốt, với chất âm cực kỳ là mượt và mềm mại. Gip 309V hoặc là 309 Acofy vân vân, Lukman, Sansu Pioneer. Tại vì cấu hình Anico nên nó không cầu kỳ trong sự phối ghép đâu các bác. Các bác chỉ cần một con ampli hay, công suất khoảng 50W, 100W trở lên là khai thác tốt những dòng cấu hình Anico rồi. Đây là phía sau của loa. Tất cả vuông thành sắc cạnh nha. Phía sau là trạm loa. Rồi, bác đã yêu thích cặp L100 Canterbury thì alo cho em. Giá hiện tại rất là tốt nha, 32.500.000. Với mùa hè này các bác có thể sở hữu được những sản phẩm giá rất là tốt. Bên em chiến đang giới thiệu những sản phẩm như là loa âm ly và những thiết bị hàng bãi nghe nhạc karaoke để phục vụ các bác trong việc giải trí và trưng bày. Rồi, mọi chi tiết mua xem sản phẩm và cặp loa L100 Canterbury em đang giới thiệu cho các bác là giá 32.500.000, series là 6066 và 6068.